Sáng ngày 21 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan của tỉnh, các đồng chí nguyên trưởng phó các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan của tỉnh, các đồng chí thường trực, nguyên thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, đại diện doanh nghiệp tiêu biểu. Trong không khí phấn khởi tự hào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công mục tiêu kép, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 17 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của lực lượng vũ trang, của cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 cũng như trong suốt những năm vừa qua. Trân trọng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngơi nghỉ của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng trên tuyến đầu, sự ủng hộ vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân, vai trò quyết định thành công trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định năm 2022 là năm của hành động, của việc tổ chức thực hiện với tinh thần quyết liệt, hiệu quả. Trong điều kiện Ninh Bình tự cân đối ngân sách với tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương là 9%, đây là thành quả bền bỉ của nhiều nhiệm kỳ qua, là niềm vui lớn, là dấu mốc quan trọng, khẳng định tinh thần tự lực tự cường, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới, nhưng cũng là thách thức rất lớn. Do đó, đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, để mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cần nâng cao tính chuyên nghiệp, xây dựng phong cách làm việc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.